em từ phương xa tới đây à? Vâng, em nghe người ta đồn thầy có một phương thuốc rất là quý hiếm, thế nên là em đã lặn lội tới đây để chăm sự nhờ thầy ạ. Chị tìm đúng người rồi đấy. Vâng. Ê, vào đây, vào đây. Vâng ạ. Vào đây. Ngồi xuống. Vâng ạ. Này. Dạ. Ê, chị chữa cái bệnh gì đấy? Dạ. Chả giấu gì thầy. Tay đây thầy bắt mạch chứ này. Em lấy chồng được gần 10 năm rồi. Này, chị hiếm muộn đúng không? Chưa có con đúng không? Ôi thầy giỏi quá. Này, thầy mà lại cái gì chả biết. Dạ vâng ạ. Này, chị đến đây là tìm đúng chỗ rồi đấy. Vâng. Tôi nói không phải là bốc phét đâu. Vâng ạ. Thế nhưng mà có một cặp vợ chồng ấy lấy nhau 20 năm rồi nhưng mà chưa có con. Đến đây tôi kê thuốc bác có con luôn. Ôi trời ơi thầy ơi, những 20 năm mà vẫn có con nhỉ. Ôi thầy giỏi quá thầy ạ. Vâng, thế thì em chăm sự nhờ thầy. Thầy cắt cho em vài thang ạ. Được rồi, tôi sẽ cắt cho chị vài thang. Vâng ạ. Nhưng mà buồn quá thầy ạ. Sao? Bây giờ tìm được thuốc tốt như thế này, thế mà chồng em lại đi vắng ạ. Ôi dồi ôi, này, chị không phải lo về cái vấn đề đấy nhá. Thuốc này của tôi ấy, dù trời mưa hay trời nắng, dù chồng đi vắng hay chồng ở nhà, đều có con tất. Này, chồng chị đi mấy năm? Mày đi 2 năm rồi ạ. Quá bình thường, quá bình thường. Sao thấy nó tuyệt vời như thế ạ? Chồng đi vắng vẫn có thai ạ? Này, chị có biết thuốc của tôi là nó được chiết xuất từ đâu không? Dạ, em không biết ạ. Này, hàng nghìn, hàng triệu triệu năm trước, sơn tinh với cả thủy tinh đánh nhau 500 trận qua 500 năm mới chiết xuất ra được cái thuốc này đấy. À thế hả thầy? Ừ. Ôi trời ơi, sao lại vi diệu thế nhỉ? Ôi thầy cho em gửi tiền ạ. Vâng. Tiền à? Vâng. Cho tôi xin 5 triệu. 5 triệu là thế nào ạ? 5 triệu? 5 triệu một thang này ạ? Ừ. Đắt quá thầy ạ. Đắt quá à? Thế thì để tôi mua hết. Dạ thầy ạ. Thầy để lại hết cái đống thuốc này cho con được không ạ? Rồi. Anh ơi, tôi mà tôi đã cũng mua rồi mà. Rồi chị làm sao đủ trình độ mà mua được thuốc của thầy? Tôi nói cho chị biết nhá, thuốc của thầy như là thuốc biệt dược, nghe chưa? Lợi hại lắm, chị nghe thấy chưa? Này, cái thuốc của thầy nhá, ngoài cái công dụng đặc biệt nhá là chữa vô sinh, vâng, đúng không? Vâng, nó còn chữa được cả tỷ bệnh nữa. Nào là mỡ máu này, tiểu đường này, ung thư này, gút này, nói chung là tuốt. Quý hóa quá. Vâng, thế thôi thầy, con lấy thang này ạ. Vâng. Từ. Nhưng mà tất cả những công dụng đấy là toàn từ mồm thầy nói ra thôi. Này, anh nói cái gì đấy hả? Hả? Cái gì? Thế là thế nào ạ? Dạ, thưa thầy, chắc là thầy quên con đúng không ạ? Chính 2 tháng trước vợ chồng con đến đây cũng mua thuốc của thầy để chữa cái bệnh hiếm muộn vô sinh. Thầy còn nhớ không ạ? Tôi nhận ra rồi. Này, anh đến đây cảm ơn tôi, cảm ơn tôi. Vâng ạ. Nhờ ơn phúc của thầy nên là vợ tôi cấp cứu trong bệnh viện kia hơn 1 tháng rồi mới được về đấy. Anh đến đây anh nói linh tinh cái gì đấy? Linh tinh cái này. Anh đến đây mà anh nói linh tinh nhá, anh sùi bọt mép nhá, mắt lác, mồm sạch nhá, lở mồm long mọng nhá. Ông giỏi, đánh tôi đi, đánh đi. Này, tôi nói cho ông biết nhá, cái đống thuốc vớ vẩn này của ông nhá, ông vừa bảo là gì? Thuốc gì? Cam nghìn năm. Đây là cam nghìn năm á? Đây là cam thối ông mua ngoài chợ nghe chưa? Này, tôi hôm nay tôi đánh ông với cái mổ mồm. Chú cứ nghe chị, cứ nhẹ nhàng thôi, không được gì phải như thế nhá. Nhưng mà bực cứ bình tĩnh. Đấy, nhẹ nhàng như chị đây có phải là tốt không hả? Tắt luôn nào. Ôi giời. Mày có biết mày bảo mất bao nhiêu công sức và lặn lội từ đường xa đến đây không hả? Thế mà mày ôi, lừa, thôi, định lừa tao. Chị khổ quá. Chị vừa bảo em bình tĩnh, chị hết sức bình tĩnh nhá. Được rồi, chị bình tĩnh. Nhưng mà chị đi lắm rồi. Thôi em chị việc đâu có đấy nhá. Cứ cho đây là thuốc đều đi. Thế nhưng mà cậu lấy căn cứ ở đâu? Đây là thuốc đã làm hại đến vợ cậu hả? Vợ chồng cậu ăn biết bao nhiêu là thứ, tại sao lại đổ hết tội cho tôi hả? Tôi nói cho ông biết nhá, cái đống thuốc vớ vẩn này của ông nhá, tôi đã mang đi giám định anh nghe chưa? Trong đấy có cả độc tố đấy. Ôi cái gì? Độc
Đục tố. Đúng. Này, ông yên tâm đi, ông cứ ngồi đây nhé. Một lúc nữa công an sẽ đến làm việc với ông nghe chưa? Công an. Vợ ơi, cái quần âu của anh đâu rồi? Vợ. Chịu. Này, mai chồng đi công tác rồi, vợ phải dọn dẹp quần áo chồng chứ. Lại đi công tác? Suốt ngày đi công tác, chỉ có mỗi ăn mà đi công tác thôi à? Thế tôi đi công tác là vì ai? Để kiếm tiền về cho vợ mua quần áo chứ còn vì ai nữa? Thế có thích trà leo với cả cu chì không? Cái đợt này đi bao lâu? Đi ít mà, một tháng. Cái gì? Một tháng á? Ờ. Này, vừa gấp vợ chồng một quần áo cái. Thế mang về được bao nhiêu tiền? Yên tâm, nếu mà ký hợp đồng thì Gucci với cả trà leo là mặc thoải mái. Gấp vợ chồng đi. Cái việc này ấy, anh tự chiều bản thân anh đi. Từ trước đến giờ em đã phải chiều anh rất nhiều thứ rồi, cái gì em cũng phải chiều anh rồi. Có mỗi việc này anh không làm được nữa thì làm cái gì nữa? Anh tự chiều anh đi. Vợ với trẻ con. Đúng. Anh phải để cho em có thời gian để thư giãn nghỉ ngơi chứ. Thế bây giờ anh muốn em... Thôi thôi thôi. Anh mới nói có một câu thôi, làm gì bắn như súng liên thanh thế. Để anh tự chiều anh. Ai bảo anh thích mèn nhau. Thôi tôi để tạm đây thì đi ngủ đã, mai rồi sắp xếp. Mình ơi. Gì nữa mình? Mai mình đi một tháng rồi. Mà mình cứ thờ ơ như không ấy nhở? Thờ ơ cái gì? Bây giờ đi ngủ rồi, mai còn đi sớm. Thế mình không nhớ em à? Ôi trời, không nhớ mình thì nhớ ai? Nhớ mà quay lưng vào mặt người ta thế à? Được chưa? Chưa. Không gì nữa. Nhớ mà chả thấy hứa hẹn cái gì. Hứa hẹn gì cơ? Hẹn thì đấy. À, tưởng cái chuyện gì được rồi. Anh hứa với mình, đi công tác về anh sẽ mua cho mình hai cái túi trà leo, ok? Để yên anh ngủ nhá. À, thế muốn gì nữa? Thế tôi ạ, thiếu hai túi trà leo rồi, một đôi giày Gucci nữa, ok? Em đang nói xong đâu. Thế em muốn gì nữa? Chả hiểu gì cả. Mình ơi. Mình. Anh sắp đi công tác một tháng đấy. Hay là mình chiều anh đi. Thôi. Ý, người ta đi công tác một tháng mà chả lẽ không chiều người ta được à? Không. Không là không thế nào? Cô chiều anh nốt lần này đi nhá. Thôi được rồi. Chiều anh nhá. Ok, mạnh quá. Anh cảm ơn vợ nhá. Cái gì đấy? Anh đi xuống phòng khách ngủ đây, vợ nói nhiều quá không thể nào ngủ nổi. Cho anh mượn cái chăn, dưới này nhiều muỗi lắm. Làm cái khác. Đưa điện thoại đây. Đưa điện thoại đây để em xem em vào cái Facebook của em xem nào. Đây điện thoại anh đây. Đây đây. Ôi giời, xem có vào được Facebook không? Anh ơi, thế nếu mà hack Facebook thì phải làm nào? Hack thì làm cái mới. Ôi giời, cái gì đấy? Tin nhắn nào đấy? Nhắn nào? Cái gì đấy?
gì đấy? Ôi rồi, có con rồi. Có con rồi, sang với tôi ngay đi. Sang với tôi đi. Thế anh có con với ai? Hả? Từ biết đâu được. Tôi có đồ ly nào? Biết là từ từ xem để số lạ đây này. Đứa nào nhỉ? Thế điện thoại của ai? Điện thoại của tôi. Thế số của ai? Nó nhắn tin vào số của ai? Nhưng mà sao tôi biết được? Sao? Số của anh đúng không? Hả? Ôi dồi ôi, sao bây giờ mặt anh nó đáng ghét thế nhở? Ôi dồi ôi, đồ dối cha. Không. Đồ khẩu xa tâm vật. Tôi không còn với anh, bây giờ anh lừa dối tôi thế à? Anh cấm sừng tôi bao nhiêu lâu nay rồi? Không, anh có cấm đâu. Anh có cấm sừng gì đâu. Thôi là rồi. Ôi. Anh là anh. Con nào? Không biết con nào đâu, tôi Sao anh đối xử với tôi như thế à? Quá, tôi đối xử cái gì với con đấy, buồn cười. Đứng lại cho tôi. Không. Anh chết với tôi đây. Khổ quá. Anh có con với con nào à? Anh làm gì có con nào đâu. Thế tình anh như nào? Thôi. Làm sao mà đàn ông đàn an mà nhảy cửa sổ? Cửa chính mà đi, tại sao phải treo cửa sổ? Bác Sang nhà em có việc gì? Ừ. Bây giờ tôi hỏi cô chú tại sao cái dàn thiên lý bên này nó lại đổ? Bác Sang để nhờ chồng em bê hải sản hay hải đảo gì ạ? Rõ ràng rồi thì có món ngon hàng xóm để gọi nhau chứ. Tại sao nhắn tin mai không thấy Sang? Hả? Dạ. Ôi dồi ôi, bác Sang đúng lúc lắm. Bác là bạn chí cốt của anh này. Ừ. Bây giờ bác khuyên anh này đi, bây giờ anh ấy có con với con hồ ly ở bên ngoài ạ. Hả? Ôi dồi, sắp sửa đẻ ra toàn cáo rồi. Trời ơi. Này. Dạ. Anh em chơi với nhau, đúng không? Lúc tiệc rượu, lúc cuộc cờ, anh luôn nhắc chú ấy. Chú trẻ tuổi đẹp trai đi làm kiếm được nhiều tiền thật. Nhưng mà vợ cái con cột phải giữ. Tại sao đi ra đường lại linh ta linh tinh để ở nhà vợ nó dàn thiên lý nó đổi. Bác nói em chả hiểu cái gì, bác cứ xàm xí cái gì đấy. Mà cô cũng thế thôi. Cô trồn trồn là cáo nào. Người mới trồn cáo, người mới động vật nó phải khác nhau cái chuỗi ADN. Có đúng không? Làm sao mà đẻ ra một đàn cáo được rồi. Có gì cô chú nói tôi nghe nào. Thế bác buồn cười nhỉ? Cô có bằng chứng gì không? Có. Bằng chứng đâu? Ôi dồi ôi, đây tin nhắn đây này. Đâu, tin nhắn đâu, đưa tôi xem. Đưa điện thoại đây. Đây nhé bác. Đúng mà chính xác nhá. Đưa đây. Ôi dồi bác. Chính xác mà chú mà có ngoại tình chú đừng trách tôi. Đừng bao giờ bước sang cửa nhà tôi. Bác nhìn đi. Có con rồi, sang với tôi đi. Con nào? Ôi dồi, con với ai? Hả? Sao bác lại cười ạ? Cái này là của tôi. Hả? Trời ơi. Cái tin nhắn này là bác nhắn cho em á? Thì đi Đà Nẵng mua về được ít hải sản. Là tôi phải đi mua cồn. Để về nướng cái mực một nắng. Có cồn rồi chứ không phải có con rồi. Ôi giời. Ôi bác nhắn thì chả có dấu má. Cái gì làm vợ em nó hiểu lầm em. Thì tôi già làm sao mà tôi biết được là cái dấu má nó làm sao. Mình cứ nhắn ý thế bác thôi. Mình sang nướng mực mà ăn chứ. Để tôi nướng xong thì hai vợ chồng lại cắp mồm sang ăn không à? Thôi đi sáng nướng mực nhanh lên. Bác làm như thế này. Bác giải đi bán. Cái gì? Là sao bác nhắn như tử tế? Khổ quá. Cái lúc bây giờ tôi làm tôm sú sashimi mà tay tôi mới làm được. Cho nên tôi mới nhờ chị Sen, người giúp việc. Chị cầm cái cục gạch của chị ấy, chị nhắn tin cho chú. Thế số vừa lạ mà không có dấu như gì. Chú gì nữa? Bác ơi, bác làm cháu bực hết cả mình ấy. Lần sau nhắn tin cho nó có dấu có má nhá. Chết mất. Vì bác mà con vợ em chứ đang từ hâm nhẹ sang hâm nặng ấy. Thôi, nó hâm nặng mấy thì hâm nặng. Đàn bà nó lé xé thế thôi. Nhưng nó tốt bụng. Nó muốn giữ gia đình, giữ chồng, giữ con. Bây giờ anh bảo hải sản đầy nhà rồi. Rượu ngon anh uống 2 năm nay rồi. Đi sang anh. Thôi, em bây giờ không có tâm trí ăn uống nhậu nhẹt gì đâu. Này, anh ra lệnh có nghe không? Đi sang anh uống đến chén thứ 3. Anh sẽ dạy cho chú cách không sợ vợ nữa. Được chưa? Đi. Bác dạy em cách không sợ vợ. Ừ. Thật đi. 100% là như vậy. Được chưa? Được. Lên đường. Nhá. Ôi dồi ôi. Đứng lại. Ôi cái gì đấy? Thằng kia đâu? Thằng mất dạy kia đâu? Thằng nào? Cái thằng nhân tình nhân ngai của cô đâu? Nhân tình nào? Này, đừng có mà lừa tôi nhá. Đừng có mà vụng trèo khéo trống nhá. Tôi nói cho cô biết. Cô đưa cái tay đây. Tay đây. Cô biết đây là cái gì không? Đồng hồ. À, cái đồng hồ này nhá, nó là từ thời cụ nội của tôi. Để lại cho ông nội tôi. Rồi ông nội tôi để lại cho bố tôi. Rồi bố tôi chuyển nhượng lại cho tôi. Ờ thì anh tặng cho tôi thì tôi đeo chứ làm sao. Liên quan gì Cô đừng coi thường cái đồng hồ này. Cái đồng hồ này nó là được kết nối với cái điện thoại của tôi. Cô hiểu chưa? Này buồn cười nhỉ. Cái thời cụ nội thì làm gì có bluetooth mà kết với nhà nới. Ơ này đừng có mà đùa với các cô nha. Cái đồng hồ này kết nối vào điện thoại của tôi. Và điện thoại của tôi báo rằng tim của cô đập rất nhanh rất mạnh.
Mà vì sao đập nhanh đập mạnh? Nó chỉ vì có cô ôm ấp và hôn hít thằng nào rồi dạo rực lên thì nó mới đập nhanh đập mạnh như thế chứ. Tóm lại thằng kia đâu? Thằng kia đâu? Thằng nào? Anh ghen tuông vô cớ vừa thôi chứ. Ơ à, buồn cười nhỉ. Khổ quá, người ta tập thể dục. Mà tập thể dục thì tim phải đập thật nhanh, mà thở phải hổn hển. Thế bây giờ tập thể dục mà không tim nó không đập nhanh mà thở hổn hển thì để mà chết à? Thế tóm lại cô thấy là tôi ghen vô cớ đúng không? Thế chẳng ghen vô cớ. Ờ, thế cô xem lại cô đi. Hả? Tháng nào, tuần nào, ngày nào cô cũng ghen vô cớ với tôi như thế. Thế cô tính như thế nào? Ôi dồi ôi, thì em yêu anh thì em mới như thế, thì nó mới ghen. Lần sau đừng có ghen vô cớ như thế nhá. Ôi em biết lỗi rồi. Thế bây giờ có muốn tim đập nhanh đập mạnh không? Có. Đi về nhà rồi tập thể dục tiếp nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.